Quốc lộ 27 từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk nhiều năm qua xuống cấp nghiêm trọng. Người dân và chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho tuyến đường này. Tuy nhiên đến nay thì tuyến đường vẫn chưa được bố trí kinh phí nâng cấp mở rộng. Không chỉ vậy mà công tác bảo trì, bảo dưỡng trên tuyến quốc lộ này cũng chưa được quan tâm đúng mức. Trên quốc lộ 27 đoạn từ huyện Lâm Hà đi Đắk Lắk, nhiều đoạn bị bong chóc, ổ gà, ổ voi lồi lõm, đắp vá khiến xe cộ lưu thông ì ạch. Tài xế phải lặn từ mép đường bên này sang mép đường bên kia để tránh. Mùa khô thì bụi bặm, mùa mưa thì bùn sình, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống vạch sơn kẻ đường, chia làn đường ở nhiều đoạn hầu như không còn, càng gây khó cho người dân và các phương tiện. Là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của các tỉnh Tây Nguyên. Trước thực trạng nêu trên, người dân rất mong các bộ ngành quan tâm, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 27.